47, 48, 49, 50. Đúng rồi. 50 thì mình đánh rồi. Tiếp, bài tiếp theo là sao? Đây, không được bỏ. Sao? Viết số chưa? Rồi, ok, hoàn thành. Viết số ở bên nhà bà nãy rồi. Đây. Còn viết số vô. Đó, có tí vậy thôi mà cũng không có làm được. Viết nắn nót vô. Không có viết ẩu. Không. Con viết từ từ thôi. Rồi. Chút xíu đi, vô đã bấm cái lại mô. Con làm hả? Con làm không có nhanh nữa. Con làm không có kịp rồi thôi. Làm xong một bài là rồi tiếp. Chơi đá bóng à. Làm xong một bài là chơi đá bóng à. Không, mình làm cho xong không có đá bóng đá biết gì hết. Làm ra học ra học. Hai bài nữa mà thầy không phải. Không. Phải cho con đá bóng nha. No. Ừ, chưa hả? Mình phải làm cho hoàn thành chứ không thôi lên cô phạt. Con làm hết hai bài là thầy không cho con đá bóng rồi. Không. Con phải làm cho giỏi, con phải làm cho hết đi, con làm nhanh là nhanh được thôi chứ có gì đâu. Chứ con. Mấy cái này dễ không? Có khó không? Đâu có khó đâu đúng không? Mình làm xong mình chơi thoải mái không? Đúng không? Tiếp. Con làm hai cái. Tiếp. Không. Thấy chưa? Con làm rất là nhanh, con rất là giỏi luôn á. Con ngoan lắm luôn á. Kẹo làm bài cực kỳ nhanh. Từ rồi, từ khoan đọc. Đọc. 11 viết làm sao? Viết nắn nót vô cho thầy. Đúng. Mười mấy. Cố gắng lên, cố gắng lên. Mình phải hoàn thành. Không thôi là tối không có cầu nguyện được đâu. Cầu nguyện. Không, không có được cái gì hết á. Tiếp, mình phải giải quyết. Giải quyết cái chuyện này xong rồi mới. Đúng rồi, rồi mình làm gì mình làm. Hiểu không? Đỡ phải áy náy. Tiếp. Ước gì con được hỏi học Pokemon. Ước gì con không được làm Pumon. Con không làm được bài vở. Ước gì đó, ba mẹ không đăng ký học Pumon. Tiếp. Ước gì má chạy không được ăn. Cái dạy dạy mình đang làm bài Pumon. Đợi chút xíu nha. Rồi tiếp. Đợi chút xíu mình làm xong cái này là mới được đá bóng. Từ từ nha. Viết đàng hoàng. Cố gắng lên. Đó, có những cái bài tập đơn giản như vậy thôi mà không làm. Đơn giản đâu. Quá đơn giản. Đâu có. Cái này đáng lẽ là con phải hoàn thành lâu lắm rồi chứ không phải đợi đến bây giờ mới hoàn thành đâu. Đúng chưa? Không mình làm vậy. Xong rồi mình thích làm gì mình làm còn. Rồi. Thêm bài. Tiếp. Làm thêm một bài nữa thôi là con được. Cái gì? Tiếp. Rồi ngửa lưng. Rồi đỡ chưa? Dạ đỡ rồi. Rồi tiếp. Rồi tiếp. Mười gì? Không. Tiếp. Good job, khoan. Chưa?